nhưng may mắn lại đến mà không báo trước. Chàng trai tội nghiệp của ta. Một tuần trước, nhìn đây anh yêu, chiếc nhẫn này là của mẹ em, anh hãy cầm lấy. Nhưng hãy giữ nó đến khi anh lấy vợ khác, khi Imogen đã chết. Bằng cách nào? Sao không cho anh cái khác mà lại cho cái này? Anh đã có rồi, giữ lấy nha. Cứ giữ nó ở đây khi anh còn có thể cảm nhận được. Vì anh, em hãy đeo cái này. Ta đã cố để không thấy những thứ dớ dẫn trước mắt. Nếu sau chuyện này mà ngươi còn chứng tỏ sự vô ích của mình, thì ngươi sẽ chết. Biến đi. Mày là thuốc độc trong máu tao. Không trung thành là điều bố không muốn nhất ở tuổi trẻ. Con còn quá trẻ để hiểu. Con đã chọn được đại bang, con chỉ chọn một kẻ ăn xin. Nó không xứng ngồi lên ngai vàng của ta. Đó là lỗi của bố khi con yêu Bothamet. Bố đưa anh ta làm người bạn chơi cùng con. Cái gì? Con điên rồi sao? Sắp thôi. Đồ ngốc.
chúng lại đi gặp nhau. Em vẫn chưa xong việc đâu. Đi với con bé rồi giữ chặt nó. Để đó em lo. Anh đi nghỉ ngơi đi nhé. Không cần phải bận tâm. Con bé sẽ phải thấy máu chảy mới biết tuổi trẻ bồng bột là rất nguy hiểm. Không, cứ chắc chắn là con không nên tìm ta sau khi biết đến những người mẹ kế có ý đồ xấu xa với con. Con là tù nhân của ta, nhưng cai ngục sẽ đưa cho con chìa khóa. Không ngờ cô ta yêu tên đó và từ chối con. Con bé đã bị bỏ bùa. Não và sắc đẹp của cô ta không đi cùng nhau. Con bé không phải là món quà cho những kẻ ngốc. Nó đã là một người hầu trung thành của anh. Em tin là sẽ vẫn như thế. Nói trước nha, mọi người phải làm quen với anh chàng này, một người bạn quý giá của tôi đấy. Bố anh ấy và tôi từng phục vụ chung trong quân ngũ. Này anh, chúng tôi biết nhau ở Oli. Lúc đó tôi là một người du hành trẻ tuổi. Nhưng theo tôi đánh giá, nếu tôi không nói ra thì cuộc cãi giả của tôi hoàn toàn không hề nhẹ. Nó có gì khác biệt không? An toàn mà nói, đó là sự cạnh tranh trước công chúng. Khi chúng ta còn đang bận rộn tìm cách dê dãn mấy quý cô, thì anh chàng này đã chạm đến và được sự chấp thuận của một quý cô đức hạnh khôn ngoan, quý phái và ngay thẳng, và kiên nhẫn hết mức trong số những quý cô ở Pháp. Cô gái ấy chắc chắn không còn sống, hoặc là anh ấy chỉ tưởng tượng. Cô ấy vẫn luôn giữ đức hạnh, và tôi thì vẫn kiên trì. Nếu cô ấy còn tồn tại thì tôi đã thấy rồi. Viên kim cương của anh chắc chắn đã được mọi người ca tụng. Tôi tin rằng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng tôi chưa từng thấy viên kim cương nào đáng giá như của anh.
Tôi ca ngợi cô ấy thật lòng mà, cũng như viên đá của tôi. Thế anh xem cô ấy là gì? Hơn tất cả kỳ quan trên thế giới. Thế thì chắc cô ấy cũng không còn trên đời hả? Hay là bị một kẻ mỏ nhọn nào đó giấu kín rồi? Anh nhầm rồi. Chiếc nhẫn có thể bị bán hoặc bị cho đi, nhưng con người không phải là thứ để bán, mà là món quà của thần linh. Cái mà thần linh mang tặng anh sao? Đó là ân huệ mà tôi sẽ giữ chặt. Anh có thể mang cho cô ta một chức danh, nhưng anh biết là mọi người sẽ nghĩ như thế nào rồi mà. Thôi bỏ đi cao quý ông. Không không không, tôi thách anh đánh cược chiếc nhẫn. Điều mà tôi nghĩ là nó hơi bị phóng đại quá, nhưng tôi sẽ đặt cược sự tự tin của anh to hơn danh tiếng của cô ta nhiều. Anh muốn chọn quý cô nào? Quý cô của anh, người mà anh nghĩ là an toàn. Tôi đặt cược 10.000 với chiếc nhẫn của anh. Hãy cho tôi biết nơi cô ấy sẽ đến cùng anh, không cần báo trước gì cả, và tôi sẽ lấy làm vinh dự được diện kiến cô ấy. Điều mà anh nghĩ là có thể. Dù cho anh mua thể xác của ai đó với 1 triệu đồng, anh không thể ngăn nó bị mê hoặc. Tôi thách anh đấy. Đây là chiếc nhẫn của tôi. Nếu tôi không làm cho anh bị tổn thất gì cả về cô gái của anh, thì 10.000 này sẽ là của anh, cùng với chiếc nhẫn. Đủ rồi, dẹp trò này đi. Tôi chấp nhận điều kiện này. Hãy ký tên đi. Nếu anh có thể mê hoặc cô ấy và thẳng thắn cho tôi biết là tôi bị ảo giác, thì tôi không còn là kẻ thù của anh. Cô ấy không đáng để tranh cãi. Nếu cô ấy không bị mê hoặc và những lời nói của anh xúc phạm cô ấy, thì anh sẽ phải trả lời. Với thanh kiếm của tôi. Bắt tay. Chàng Covenant. Bác sĩ, ông có mang thuốc theo không? Có, thưa nữ hoàng. Chúng đây. Nhưng tôi nói trước, vì lương tâm của tôi yêu cầu, dù người đã ra lệnh cho tôi tạo ra nó, đây là loại thuốc độc khủng khiếp nhất. Nó sẽ tạo ra cái chết đau đớn, nhưng từ từ, chậm rãi, ta sẽ kiểm tra sức mạnh của nó lên một vài sinh vật không đáng đi treo cổ, nhưng không phải con người. Không còn việc gì nữa. Khi nào tôi gọi thì hãy đến. Chào nữ hoàng. Đại sứ từ Rome, Caius Lucius, một người bạn đáng giá. Albert lại tức giận lúc này. Nhưng đó không phải là lỗi của anh ta. Tôi phải chấp nhận anh ta vì danh dự của chủ nhân anh ta. Hmm.
Con trai yêu quý, chúng ta cần phải nhờ con đi gặp anh chàng Ý này. Tại sao chúng tôi phải trả tiền? Nếu Caesar có thể che mặt trời bằng một cái khăn hay là bỏ mặt trăng vào túi, chúng tôi sẽ trả tiền cho ánh sáng, hoặc là không trả nữa. Anh nên biết là trước khi người Ý yêu cầu đưa tiền, chúng tôi là người tự do. Tham vọng của Caesar là quá lớn. Nó đã vươn xa đến gần hết các nơi trên thế giới và gần như muốn thao túng cả chúng tôi, điều mà không thể chấp nhận được với con người ở nơi này, điều mà chúng tôi không thể để nó xảy ra. Tôi rất tiếc, Simberly. Tôi phải nói rằng Augustus Caesar không chấp nhận có kẻ thù. Mục tiêu của chúng tôi không phải là thao túng, và đối với chúng tôi không muốn bị quản thúc bởi ông ta. Đối với một vị vua lại càng không. Thế thì hãy nghe rõ đây: chiến tranh và sự rối loạn, điều đó là không thể tránh khỏi. Ai thắng thì có tất cả. Thượng lộ bình an. Chúng tôi không trả tiền để bị dắt mũi đâu. Ông ta có vẻ bực bội, nhưng chúng ta cũng có chút trọng lượng. Người chồng này, người trị vì ngai vàng của em. Một chàng trai quý tộc đến từ Rome với một lá thư. Bartholomew vẫn an toàn và chúc người luôn khỏe mạnh. Cảm ơn. Anh luôn được chào đón ở đây. Sức khỏe của anh ấy thế nào? Vẫn tốt. Anh ấy vẫn vui vẻ chứ? Không có gì lạ lùng cả. Vẫn vui vẻ cùng mọi người. Anh ấy được gọi là người tiết lộ. Khi anh ấy ở đây, anh ấy có hơi buồn phiền, và tôi không biết tại sao nữa.
Tôi chưa từng thấy anh ta buồn. Anh nhìn tôi kỳ lạ vậy. Điều gì làm anh nhìn tôi thương hại như vậy chứ? Đáng tiếc. Tại sao vậy? Người khác cũng thế. Tôi định nói rằng hãy tận hưởng, nhưng đây là nơi của thần linh, không phải của tôi. Dường như anh biết gì đó về tôi, hay điều gì liên quan đến tôi. Xin anh đấy, sợ hãi thứ gì đó còn đau hơn là biết chắc nó sẽ làm mình đau. Chắc chắn là thế, dù ở hiện tại hay quá khứ. Cứ nói đi. Nói hết cho tôi biết và đừng ngập ngừng. Giá như tôi được hôn lên đôi má này, bàn tay này, dù ai đã từng nắm giữ cũng sẽ phải thề trung thành mãi mãi. Đôi mắt tôi bị cầm tù bởi vẻ đẹp này, và chỉ có ở đây, dù có bị nguyền rủa với đôi môi căng mọng như những bậc thang trong thủ đô, khiến ta dù có xuống địa ngục cũng đáng. Tất cả những thứ này cùng một lúc tạo ra dòng điện, một linh hồn thuần khiết, làm tan chảy trái tim tôi với sự thương cảm, làm tôi phát bệnh. Một quý cô trong đế chế làm cho nhà vua sáng hơn gấp đôi, thế mà lại đi cùng những kẻ ngu ngốc. Những căn bệnh kinh khủng và những thứ thuốc độc đen tối, hãy trả thù. Không thì cô sẽ không còn là nữ hoàng nữa, và cô sẽ tự hủy hoại thanh danh của mình. Trả thù sao? Tôi phải trả thù như thế nào? Nếu điều này là thật, tôi phải trả thù như thế nào đây? Tôi xin tận tâm làm những điều này cho quý cô, còn hơn là chú chó bên giường của cô nữa. Và sẽ tiếp tục nhanh chóng để tình cảm của chúng ta khăng khít hơn. Hãy để tôi phục vụ đôi môi này. Tôi đã sai lầm khi lắng nghe anh nói quá lâu. Bisanio, nhà vua, cha tôi sẽ phải biết đến việc xúc phạm này. Và nếu ông ấy nghĩ một tên lạ mặt có thể ở trong hoàng cung và nói những điều điên rồ như thế, thì ông ấy sẽ phải bị hạ bệ bởi con gái mình và không bao giờ được tôn trọng nữa. Hãy cho phép tôi. Tôi đã nói những điều này để biết là hôn phu của cô có yêu cô thật lòng không, và điều đó sẽ khiến nhà vua có một cận vệ mới. Anh ta là người có nhân cách chính trực nhất. Anh ta là một phù thủy tài ba. Khi mọi người đều nhìn vào anh ta, nửa số đàn ông đều ca ngợi anh ta. Anh ta ngồi giữa người thường như một vị thánh. Anh ta rất đáng được tôn trọng, còn hơn là một người thường. Đừng tức giận công chúa rằng tôi đã phạm sai lầm vì đã nói những điều này, nhưng mà tình cảm tôi dành cho anh ấy khiến tôi phải làm điều này. Nhưng thần linh tạo ra cô không giống những người khác. Hãy tha thứ cho tôi. Được thôi. Hãy ra về tự nhiên. Tôi...
Tôi phải nói điều này. Chút nữa là quên rồi. Có chuyện gì vậy? Một vài người trong chúng tôi đang cố hết sức để tìm một món quà. Và tôi rất tò mò để tìm ra một nơi an toàn. Tôi có thể xin phép mang món quà đến đây không? Ngày mai tôi phải đi công tác. Tôi chỉ có thể ở đây tối nay thôi. Rất sẵn lòng. Gentlemen are talking, and the midnight moon is on the riverside. They're drinking up and walking, and it is time for me to slide. I live in life and death are memorized, where the earth is strung with lover's pearls, and all I see are dark eyes. Tôi không thích cô ấy. Cô ấy không nghĩ là mình lạ lùng. Những thứ nọc độc. Tôi biết suy nghĩ của cô ấy, và tôi không tin là cô ấy lại ác độc. Và thứ ma túy chẳng ra gì đó. Goes unrecognized. All I feel is heat and flame, and all I see are dark eyes. Drunken man is at the wheel. Hunger pays a heavy price to the fallen gods of speed and steel. But time is short and the days are sweet, and passion rules the arrow that flies. A million faces at my feet, but all I see are dark eyes. Lũ dế đang kêu. Con người sẽ cảm thấy hồi phục khi được nghỉ ngơi. Ta khuyên của chúng tôi đã nhẹ nhàng tiến vào sự dồi dạ. Anh đã đánh thức sự thanh khiết mà anh ta làm tổn hại. Thật dũng cảm khi đến bên giường của cô ấy. Da cô ấy còn trắng hơn cả ra giường.
tôi có thể chạm vào cô ấy. Một nụ hôn, chỉ một nụ hôn thôi. Nhưng âm mưu của tôi, đến đây, đến đây nào. Trên ngực trái của cô ấy có một nốt ruồi, như một giọt máu đỏ thẫm trên cây ngọc trâm. Đây là một bằng chứng mạnh mẽ hơn bất kỳ phiên tòa nào có thể. Bí mật này sẽ bắt ông ta phải suy nghĩ về việc thay ổ khóa và bảo vệ kho báu. Không còn nữa. Còn gì nữa? Tôi đã có đủ rồi. Tôi sống trong sợ hãi. Nghĩ về thiên thần này, địa ngục chính là đây. Sáng nay tôi nghĩ là tôi đã thấy nó. Tôi chắc chắn. Đêm qua tôi đã hôn vào tay của tôi. Chỉ là mơ thôi. Xin chào cô gái. Em gái, tay của em. Anh thề là anh vẫn thương em. Em cầu nguyện cho anh, tha cho em đi. Em sẽ dùng sự bất lịch sự để đáp lại lòng tốt của anh đó. Để em chìm trong sự điên loạn tội lỗi của anh. Thôi đi. Anh không dừng đâu. Làm kẻ ngốc chứ đừng làm người điên. Cô gái của anh là người công tâm nhất mà tôi biết. Của anh đây. Khaiết Lucius có ở phiên tòa khi anh đến không? Người ta mong anh ta đến, nhưng anh ta không đến. Tôi sẽ đi thêm một đêm nữa để tận hưởng sự ngọt ngào lẽ ra phải là của tôi. Nhưng nói thật là cô gái của anh khá dễ tính. Nếu anh có thể làm gọn gàng thì anh có thể ngủ với cô ta. Tất cả của tôi sẽ là của anh. Nếu không thì anh sẽ phải tìm cách để làm xấu sự thuần khiết của cô ấy. Đó là nhiệm vụ của anh. Đầu tiên, phòng ngủ của cô ấy. Tôi có thể nói là tôi không ngủ ở đó. Nhưng mà thứ này rất đáng để xem. Hãy chắc chắn là anh đã thấy tất cả những thứ này, mô tả về những gì ở trong phòng ngủ của cô ấy. Không có gì giữ được số tiền anh đã đặt cược đâu. Thấy không? Đây hẳn là thứ sẽ kết hôn với viên kim cương của anh. Đưa tôi xem nào. Có phải là thứ mà tôi để lại cho cô ấy không? Cô ấy đã đưa nó cho tôi. Cô ấy đã nói là thử bán một lần. Hmm.
Có lẽ cô ấy đưa ra để anh đưa cho tôi. Cô ấy đã nói với anh như vậy có phải không? Không. Nó là đồ thật. Đây nè, giữ cái này luôn đi. Nhìn nó tôi chỉ muốn chết thôi. Đừng để lại chút danh dự nào cả. Vẻ ngoài, sự thật, vẻ đẹp, tình yêu, nơi có người đàn ông khác, sự chung thủy của phụ nữ. Giữ chiếc nhẫn của anh đi. Chuyện chưa xong đâu. Có lẽ là cô ấy chỉ làm mất nó thôi. Hoặc là ai mà biết chứ. Có thể là người làm của cô ấy đã ăn cắp của cô ấy. Đúng vậy. Cô ấy không nên làm mất nó. Tất cả người làm của cô ấy đã có lợi thế danh dự. Có thể là nó bị ăn cắp bởi một người lạ. Không. Hắn đã thích cô ấy. Cô ta đã trả rất nhiều tiền cho hắn. Nếu anh muốn tiếp tục hài lòng với bộ ngực của cô ấy thì đáng giá đấy. Có một cái nút ruồi ở đó, ngay nơi nhạy cảm nhất. Tôi thề bằng cả mạng sống này, tôi đã hôn vào đó. Và nó đã khiến tôi khao khát được thêm một lần như vậy. Anh có nhớ điều đó của cô ấy không? Được rồi. Và chuyện đó đã xác minh về một việc khác. Một chuyện lớn hơn cả địa ngục. Anh có muốn nghe nữa không? Lẽ ra tôi phải có cô ấy ở đây để xé xác cô ấy ra. Tôi sẽ đến đó và làm việc đó ngay giữa phiên tòa trước khi bố cô ấy làm. Của Bottomat. Công lý và cơn thịnh nộ của bố em. Ông ấy sẽ đưa anh vào lãnh địa của ông ấy chứ. Ông ấy không thể tàn nhẫn với anh và em như vậy. Những sinh vật đáng thương. Đôi mắt em thậm chí còn làm mới con người anh. Anh muốn cho em biết là anh đang ở Milford Haven. Em hãy làm theo những gì tình yêu mách bảo. Để ông ấy chúc phúc cho em và giữ lại lòng trung thành của mọi người với tình yêu của em. Từ một con ngựa có cánh, anh ấy đã lên tiếng. Anh ấy đang ở Milford Haven. Tìm đi và cho tôi biết nó ở đâu. Và chúng ta phải đến đó bằng cách nào? Và chúng ta phải xin lỗi thế nào? Nhưng trước tiên là đến đó bằng cách nào? Nói đi, bao nhiêu cây số? 30 cây số thưa cô. Không quá xa với chúng ta đâu. Chúng ta vẫn chưa thấy gì cả. Chúng ta là dã thú. Sao có thể nói thế được? Các cậu, nơi này có vẻ là dành cho tôi. Cơ thể tôi được đánh dấu bởi những thanh kiếm La Mã. Báo cáo của tôi là những bản ghi chú tốt nhất. Simbelin thích tôi. Và khi người lính là chủ đề, tên của tôi không xa lạ gì, giống như một cái cây.
Những kẻ xấu là những kẻ luôn chiếm ưu thế. Trước danh dự hoàn hảo của tôi, đã thề với Cymbeline và liên minh với người La Mã. Cymbeline, trời đất và lương tâm của tôi biết rằng ông đã bất công khi trục xuất tôi, và tôi đã đánh cắp những cậu bé này của ông khi chúng 2 và 3 tuổi. Và 20 năm sau, nơi này sẽ trở thành thế giới của tôi, nơi tôi được sống trong tự do, trả nhiều món nợ ngoan đạo cho thiên đàng hơn tất cả những gì tôi đã làm. Những cậu bé này không biết rằng họ là con trai của nhà vua. Họ không sống giấc mơ Cymbeline. Họ nghĩ họ là của tôi và tiếp tục sống với suy nghĩ đó. Suy nghĩ của họ là bước lên đỉnh của tòa nhà. Báo thù. Báo thù. Có lẽ tôi đã tìm ra phần phụ nữ trong tôi. Chẳng có gì để nói việc đó khác với hành động của người đàn ông, nhưng tôi chắc chắn đó là phần phụ nữ trong tôi. Bị phủ nhận, bị từ chối. Người phụ nữ tân bốc, cô ấy lừa dối, cô ấy ham muốn và nghĩ ngợi, cô ấy, cô ấy trả thù, cô ấy tham vọng, thèm muốn, thay đổi thái độ, khinh thường, xuyên tạc, thất thường. Tất cả lỗi lầm đó đều mang tên cô ấy. Thật kinh tởm, thật đáng nguyền rủa. Boss Thomas đâu rồi? Anh đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy? Cô gái của anh đã chơi trò strumpet trên giường ngủ của tôi. Tôi đã tìm thấy bằng chứng. Những lời nói yếu ớt của tôi sẽ không hiệu quả bằng những bằng chứng giá trị đó, cũng như nỗi đau và mong muốn trả thù của tôi. Đó chính là anh, Bisanio. Anh phải hành động vì tôi. Nếu niềm tin đó bị phá vỡ vì những sai lầm của cô ấy, hãy để tự tay chúng con lấy mạng cô ấy. Nếu anh sợ thì hãy để tôi chắc chắn là việc đó được thực hiện. Không được để cô ta làm mất danh dự của tôi và bất trung với tôi như vậy. Ngủ trên giường anh ta sao? Sai lầm gì chứ? Nằm đó nhìn và suy nghĩ về anh ta sao? Không. Không, trong đời tôi. Cái dao của anh đâu? Đâu rồi? Anh quá chậm chạp thì hãy để tôi làm, vì tôi cũng muốn làm điều đó. Từ khi nào mà tôi phải nhận lệnh để làm việc này chứ? Tôi còn chưa được ngủ miếng nào. Vậy thì anh làm đi rồi đi ngủ. Tôi phải đánh thức con mắt mù quáng của tôi trước. Tại sao? Sao anh lại đi xa như vậy để nói ra chuyện này? Nơi này đưa tôi đến đây để giết tôi sao? Để kéo dài thời gian, tôi đã nhận ra một việc. Hãy nghe tôi nói và thật kiên nhẫn. Điều đó không thể, nhưng chủ của tôi đang bị lợi dụng. Kẻ xấu nào đó đã lợi dụng ông ấy. Kẻ đó đã gây ra chuyện này cho cô. Tôi sẽ nói với họ là cô đã chết và đưa cho ông ấy chút máu để làm bằng chứng, vì tôi không muốn làm theo lệnh của ông ấy. Có thể cô sẽ bỏ lỡ phiên tòa, và điều đó sẽ xác minh cho chuyện này.
Vấn đề bây giờ là thế này. Nếu cô có thể khoác lên mình một tâm hồn bóng tối như sự may mắn của cô, hãy quên người phụ nữ bên trong cô đi. Thay đổi. Tôi đã hiểu ý của anh. Và tôi cũng gần như là một người đàn ông rồi. Chuyện này có thể biến tôi thành một người lính. Và tôi sẽ có can đảm để làm việc đó. Từ nữ hoàng. Những thứ ở trong rất quý giá, một chút thôi cũng sẽ làm cơn đau biến mất. Chúng ta phải tạm biệt sớm thôi. Tôi sẽ bị nghi ngờ nếu cô không đến phiên tòa. Anh đi đi, tôi ổn mà. Con gái của chúng ta đâu? Gọi cho nó đi. Kể từ khi bố Thomas ra đi, hầu như mọi thứ đã trở về như cũ. Đó là những việc chúng ta phải làm. Nó đâu rồi? Làm sao để trả lời cho sự khinh miệt của nó? Người của cô ấy, Bisanio, người hầu cũ của cô ấy. Tôi đã không thấy anh ta trong 2 ngày qua. Đi tìm anh ta đi. Bisanio, lên đây đi. Cô ấy đã nói một thời gian cay đắng về nó. Bây giờ tôi cảm thấy từ trái tim của tôi rằng cô ấy đã giữ chiếc áo của Bartholomew trong sự tôn trọng hơn con người cao quý và tự nhiên của tôi. Cô ấy đâu rồi? Tôi sẽ không hỏi lại đâu. Đây là lịch sử về những chuyến bay của cô ấy. Có phải cô ấy đang ở với Bartholomew không? Tôi nghĩ là vậy.
Cô ấy đã đến Beaufort Haven bao lâu rồi? Có lẽ cô ấy muốn ở đó. Đưa tay anh đây. Anh có biết chỗ bố tôi may đồ không? Cũng là bộ đồ mà ông ấy mặc lúc đi. Lấy bộ đồ đó đi. Và hãy giữ chuyện này trong im lặng. Đi đi. Khi lấy bộ đồ đó về, mình sẽ làm cô ta biến mất. Đầu tiên là giết Barthelmess, và trong mắt cô ta sẽ nhìn thấy sự dũng cảm của mình, và sau đó sẽ là sự đau khổ và sự khinh miệt của cô ta. Hắn nằm dưới đất. Bài phát biểu của mình là một sự xúc phạm, kết thúc bằng cái xác của hắn. Và một khi ham muốn của mình thành sự thật, và điều đó làm cô ta phật ý, và mình sẽ giải quyết luôn cô ta ở ngoài phiên tòa. Ai vậy? Một thiên thần ở đây, không lớn hơn một cậu bé. Chào ông, xin đừng đánh tôi. Trước khi tôi vào đây, tôi nghĩ là tôi phải xin phép hoặc trả tiền cho những gì tôi lấy. Tiền ở đây. Tôi định để nó lại ngay khi tôi làm xong đồ ăn và xong phần cầu nguyện. Tiền sao? Tất cả vàng bạc đều biến thành cát bụi, không tốt cho những người thờ phụng những vị thần xấu xa. Tôi hiểu là mọi người rất giận. Cháu tên gì? Fidel. Thưa ông,
Cháu định đi đâu? Đến Milford Haven. Trời sắp tối rồi, cháu phải chuẩn bị kỹ hơn trước khi ra đi. Giờ thì ngồi xuống ăn đi. Các cháu đừng khó khăn quá. Con sẽ thương cậu ấy như em trai con. Đó là con trai của nữ hoàng. Ta sợ một cuộc phục kích. Thomas, anh tên gì? Tôi là con trai của nữ hoàng. Tôi rất tiếc vì chuyện đó. Cái đó có vẻ không ít đâu. Nghệ thuật không biết sợ. Đó là những gì tôi kính trọng. Tôi e sợ sự thông thái. Giờ tôi cười những kẻ ngốc chứ không sợ chúng. Chết đi. Tôi bệnh rồi. Bệnh tim. Pisanio, tôi phải dùng thứ thuốc này thôi. Con đã làm gì? Hắn định cắt cổ con bằng con dao của hắn. Con phải lấy đầu hắn.
con đã ném nó xuống con sông sau nhà để nó trôi ra biển và cho lũ cá biết đó là con trai của nữ hoàng. Chắc chắn là hắn có tùy tùng đi theo. Chuyện này xong rồi. Ta sợ là cái xác này sẽ mang lại nhiều thứ hơn cái đầu đó. Fidel. Cầu Chúa ban phước. Cầu Chúa tha thứ cho những gì mà người này đã làm sai. Sao vậy? Cậu ấy chỉ ngủ thôi mà. Chúng ta hãy chôn cậu ấy đi. Imogen, sự thoải mái được đánh giá cao của tôi đã biến mất. Nữ hoàng của tôi đang tuyệt vọng nằm trên giường. Và trong lúc cuộc chiến đang nhắm vào tôi, nhưng đối với anh, những người cần biết về sự ra đi của con bé và tỏ vẻ cứng đầu. Tôi cầu xin ông hãy giữ tôi lại như một đầy tớ trung thành. Ngày mà cô ấy mất tích, hắn đã ở đây. Tôi nghĩ là hắn đã nói thật, và hắn có thể làm tất cả mọi việc với lòng trung thành của hắn. Thời gian chính là vấn đề. Chúng ta sẽ tha cho anh một giây. Nhưng sự ghen tuông của chúng ta vẫn chưa xong đâu.
Tôi hy vọng là tôi đã mơ. Giấc mơ vẫn còn ở đây. Dù là khi tôi tỉnh dậy, nó vẫn ở ngoài và ở trong con người tôi. Không phải tưởng tượng. Té ngã. Thomas, đầu anh đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó ở đâu? Trả đầu lại cho anh ấy đi. Đức vua. Con gái ông ta. Người mà ông ta định gả cho con trai của vợ ông ta. Mù quá phụ mà ông ta kết hôn sau này. Cô ấy thì thích một người khác. Một người nghèo. Nhưng là một quý ông. Cô ấy đã kết hôn. Chồng cô ấy đã bỏ cô ấy. Cô ấy đã bị bắt giam. Tất cả là những câu chuyện buồn. Tôi nghĩ là đức vua rất nhạy cảm. Tên và ngày sinh của anh ta là gì? Bố của anh ta tên là Sicilius, người đã gia nhập vào quân danh dự giống người La Mã, và có một người đàn ông không rõ danh tính với hai người con trai khác. Những người đã tham gia cuộc chiến chết với thanh kiếm trong tay vì những người bố của họ. Và một vấn đề cũ, chịu quá nhiều nỗi buồn và đã bỏ cuộc. Và người vợ hiền lành của ông ấy, họ đã có một đứa con trai. Đức vua, ông ta đã mang đứa bé về nuôi dưỡng, gọi cậu bé là Bartholomew, nuôi nấng cậu ấy, dạy cho cậu bé những bài học mà ông đã học được. Và ông ấy đã làm rất nhanh, nhanh như đội Thewat làm việc. Và mùa xuân là mùa thu hoạch. Diễn ra ngoài tòa, chuyện hiếm có phải làm. Ca ngợi nhiều hơn, hầu hết là tình yêu. Cho người tình của ông ấy, cho người đã bị ông ấy trục xuất. Cái giá của ông ấy cho thấy cô ấy yêu quý ông ta thế nào. Và đức hạnh của anh ấy có lẽ là thứ duy nhất khẳng định con người của anh ấy. Một tên vô lại bị trục xuất. Anh ta không thể quay lại, cũng không thể tiếp tục những gì anh ấy đang làm. Chuyện này là thật. Thời gian của cậu đã hết. Cậu hãy về đi. Đi ăn mừng thôi. Té ngã đôi khi là để có một khởi đầu tốt hơn.
Tôi xin lỗi, như vậy có đủ không? Vì mạng sống của Imogen, hãy lấy mạng tôi. Các con trai, chúng ta phải lên trên núi thôi. Họ đang tìm chúng ta. Đừng lại gần người của đức vua và chỗ cái xác của Protein. Con không nghĩ là họ sẽ phí thời gian để tìm những người họ không biết đâu. Chúng biết ta. Họ đâu có biết anh em con. Con chưa bao giờ thấy máu ngoài máu thỏ, dê và nai. Con thấy xấu hổ khi nhìn lên mặt trời, khi cảm nhận được lợi ích từ ánh sáng của nó cho những người nghèo như chúng ta. Con sẽ đi nếu ông cho phép. Và để con đi, con sẽ tìm một sự chăm sóc tốt hơn. Con cũng vậy. Ta chẳng có lý do gì. Cuộc sống của các con là do các con quyết định. Có lẽ ta nên quay lại hang động của ta. Các con hãy đi đi. Nếu như trong chiến tranh các con có thể chết, thì trên giường ngủ cũng như vậy. Và đó là những gì ta nói. Tốt lắm, thưa ngài. Sự chuẩn bị của ngài là hoàn hảo cho những gì chúng ta cần. Nếu sẵn sàng thì chúng ta đi. Những thứ này là cần thiết để chứng tỏ sức mạnh của chúng ta. Cậu ấy còn sống. Có một sự nhầm lẫn. Cho người đến đây ngay. Một ông già và hai thanh niên đã bị đánh chết. Một vài người xúc động, một vài người sợ hãi. Một ông già và hai thanh niên đã chết ngoài cánh đồng. Cậu bé tội nghiệp của ta. Gương mặt mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ta đã chết trong khi nó còn ở trong bụng mẹ, chờ đợi quy luật của tự nhiên. Người có cha, nhưng lại bị xem là trẻ mồ côi và không có được sự bảo vệ của ông ấy từ trái đất thông minh này. Chúng con xin người một điều. Hãy tha thứ cho chúng con những gì mà người biết chúng con đã làm, những tội lỗi bị giấu kín. Bất tử cả đời với một phép màu.
Chào anh đã sẵn sàng cho cái chết chưa? Tôi chết còn vui hơn cách mà anh đang sống. Để tôi cho anh biết, chẳng có con mắt nào muốn nhìn vào nơi mà tôi đang đến. Nháy mắt một cái cũng không. Điều rõ ràng nhất là con người phải biết cách để dùng đôi mắt và thoát khỏi sự mù quáng. Thoát khỏi xiềng xích. Mang tù nhân vào gặp đức vua. Tất cả những tùy tùng tốt đều làm theo lệnh, không ngần ngại trước bất kỳ lệnh nào. Thần thánh, nếu như người phải trả thù cho những sai lầm của tôi chưa bao giờ muốn sống như thế này. Nên người hãy cứu Imogen và giết tôi đi. Điều đó đáng giá hơn cho sự báo thù của người. Cho họ, cho Imogen, cho dù cả cuộc đời tôi phải kết thúc và những gì không biết. Hãy để tôi cho người đàn ông biết thêm về sự dũng cảm. Hãy ban cho tôi sức mạnh để dẫn dắt thế giới này ra đi ít hơn và nhiều khởi đầu hơn. Về phe chúng tôi, các người là tùy tùng mà Chúa tạo ra cho ngai vàng của tôi. Các hiệp sĩ, các người sẽ đồng hành cùng chúng tôi và cho các người những gì mà các người muốn có trong đời. Sao anh lại buồn bã với chiến thắng của chúng tôi? Chào đức vua. Để giảm sự hạnh phúc của ông, tôi phải báo rằng nữ hoàng đã chết. Không, cô ấy đã kết thúc như thế nào? Với sự kinh dị, cái chết điên rồ như cuộc sống của bà ấy, tàn ác với thế giới này và mang lại điều tàn nhẫn nhất đối với bà ấy. Những cô gái này đã ở đó khi bà ấy ra đi. Đầu tiên là bà ấy thú nhận chưa từng yêu ông, chỉ bị ám ảnh bởi quyền lực của ông chứ không phải ông. Kết hôn với gia đình hoàng gia, làm vợ trong nhà ông, ghét bỏ con người ông. Chỉ mình cô ấy biết điều đó. Con gái bà ấy cũng xem bà ấy là một con bọ cạp suốt cuộc đời cô ấy. Nhưng chuyến bay của cô ấy đã ngăn chặn điều đó. Cô ấy đã chết bởi thuốc độc. Mắt tôi nhìn không sai.
cô ấy rất đẹp. Tai tôi chỉ nghe được những lời tâng bốc của cô ấy. Tim tôi chỉ cảm nhận bề ngoài của cô ấy. Tôi đã luôn thắc mắc với lòng tin dành cho cô ấy. Con gái của tôi, đó là sự điên rồ của tôi. Có lẽ mọi người nói như vậy. Ngày hôm nay của anh là tai nạn. Để chúng tôi giải quyết. Chúng ta không cần làm việc này. Khi máu lạnh đi, hãy đe dọa những tù nhân bằng thanh kiếm. Nhưng hãy để nó đến. Viên kim cương trên tay cậu, làm sao cậu có nó? Vô tình tôi nhặt được chiếc nhẫn này. Bất Thomas tốt bụng. Tôi có thể nói gì đây? Anh ấy quá tốt bụng với những người tôi đứng trên lửa tạo ra vấn đề. Sự trinh trắng của con gái ông bắt đầu rồi đấy. Con gái tôi thì sao? Tôi đã cá với anh ta cái những kim cương của anh ta, đổi lại danh dự của cô ấy, để lại bộ đồ của tôi trên giường cô ấy. Để thắng được chiếc nhẫn này, ở ngoài tòa, tôi đã thấy ông làm gì với con gái ông và sự khác nhau giữa xấu xa và đa tình. Tôi đã tìm được đủ bằng chứng để làm Bất Thomas phát điên. Tôi, kẻ cả tin nguồn gốc nhất, cho tôi khẩu súng, con dao hay là thuốc độc. Tôi sẽ giết con gái ông. Vì chẳng có ai xấu xa hơn tôi để làm việc đó. Nấp và ném đá, đổ cả dũng lầy lên người tôi. Imogen, nữ hoàng của tôi, vợ tôi, cuộc sống của tôi. Imogen, đừng có diễn kịch ở đây. Anh chưa bao giờ giết Imogen cho đến lúc này. Đừng có đứng trước mặt tôi. Anh đã đưa thuốc độc cho tôi. Đó là nữ hoàng đưa cho tôi. Chúa ơi, tôi quên một điều nữ hoàng đã thú nhận. Đức vua, nữ hoàng thường hỏi han tôi về chất độc dành cho cô ấy. Vẫn giả vờ việc đó là dành cho hiểu biết của bà ấy. Chỉ giết những sinh vật vô ích, chó mèo thôi. Tôi đã biết là mục đích của bà ấy nguy hiểm hơn như vậy, nên tôi đã pha cho bà ấy một loại thuốc chỉ gây ra cái chết tạm thời. Và trong thời gian ngắn, tất cả mọi người sẽ nghĩ là cô ấy đã chết, để họ kết thúc việc làm của họ. Cô đã uống nó chưa? Tôi đã uống rồi, vì tôi đã chết. Cứ ở đó đi, linh hồn của anh, đến khi cái cây chết đi. Imogen, vâng, thưa Đức Vua, nữ hoàng chết rồi. Con rất tiếc vì chuyện đó. Cô ta thật ác độc. Con trai bà ấy đã chết rồi. Chúng ta vẫn chưa biết tại sao. Để tôi kết thúc chuyện này. Tôi đã chặt đầu anh ta. Hắn đã chọc tức con. Con đã chặt đầu anh ta. Và giờ tôi rất vui khi được kể lại câu chuyện này. Thưa Đức Vua, hai cậu bé này gọi tôi là bố, nhưng chúng nghĩ chúng là con của tôi, nhưng không phải của tôi. Họ là vấn đề của sự đa tình của ông. Họ mang dòng máu của ông đó. Bằng cách nào?
Tôi là Belarius mà Ngài đã trục xuất. Những hoàng tử này đã được tôi huấn luyện trong 20 năm. Nhưng ở đây, giờ họ lại là con trai của Ngài. Và tôi phải mất hai người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trên đời này kể từ hôm nay. Guderius có một nốt ruồi ở trên cổ, một ngôi sao. Chính là cậu ấy. Caius Lucius. Dù là người chiến thắng, chúng tôi sẽ đưa Caius và giữ đế chế La Mã. Phải hứa thực hiện lễ dinh danh như thường lệ cho chúng tôi, vì chúng tôi đã thuyết phục nữ hoàng ác độc. Tha thứ là từ dành cho tất cả. Thank you.